Pele trở thành biểu tượng trên Internet vì đoán toàn sai. Ngoài tài năng thiên bẩm trên sân, vua bóng đá Pele còn được biết đến với khả năng dự đoán thú vị khi tỷ lệ chính xác thấp đến mức khó tin. Huyền thoại người Brazil có thể sở hữu tài năng chơi bóng siêu hạng, nhưng khả năng dự đoán của ông lại không hề tương xứng. Thậm chí còn có thể coi là thảm họa. Những lần Pele trổ tài dự đoán bóng đá, kết quả thường trật hoàn toàn. Người hâm mộ còn gọi vui đây là lời nguyền Pele, khi huyền thoại này khen ai thì người đó sẽ chơi không tốt. Lời nguyền Pele thậm chí còn chính xác đến nỗi khi Pele dự đoán ai vô địch hoặc chỉ cần đánh giá cao thì đội bóng đó thường sẽ có màn trình diễn tệ. Đặc biệt, huyền thoại Brazil đang có tỷ lệ dự đoán chính xác nhà vô địch World Cup hay Euro là gần 0%. Không chỉ các đội bóng, những cầu thủ được vua bóng đá khen ngợi cũng có thể dính phải lời nguyền Pele. Những Nicky Bambi hay Nai Lamti từng được Pele khen ngợi sẽ vươn tầm trở thành cầu thủ đẳng cấp sau này đều chỉ có sự nghiệp tầm thường và mãi mãi không thể bứt phá như dự đoán của ông. Ngược lại, Pele từng chê Messi thua xa mình cũng như các tên tuổi khác trong quá khứ. Kết quả, siêu sao người Argentina hiện đã được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Tại World Cup 2002, Pele nhận định Trung Quốc sẽ vượt qua bảng C trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản. Kết quả, đội tuyển đất nước tỷ dân ra về trắng tay với màn trình diễn thảm họa khi không giành nổi một điểm. Không ghi được bất kỳ bàn thắng nào và thủng lưới đến 9 bàn. Vua bóng đá đánh giá tuyển Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 1998 trên đất Pháp. Mặc dù vậy, La Roja xách vali về nước theo cách không thể tồi tệ hơn ngay từ vòng bảng sau khi thua Nigeria và bị Paraguay cầm hòa. Năm 1994, Pele dành những lời khen ngợi cho đội hình tuyển Colombia với sự dẫn dắt của ngôi sao Carlos Valderrama sẽ làm nên chuyện ở kỳ World Cup trên đất Mỹ. Colombia là đội mạnh nhất năm nay. Họ có thể không vô địch nhưng ít nhất sẽ vào đến bán kết, Pele nhận định. Tuy nhiên, Colombia kết thúc hành trình ở vị trí xếp cuối bảng A với 2 trận thua. Trung vệ Andres Escobar, tội đồ phản lưới nhà trong trận thua 1-2 trước Mỹ năm đó còn bị bắn chết bởi những thế lực ngoài vòng pháp luật khi về nước. World Cup 2002 cũng là giải đấu hiếm hoi mà Pele không đánh giá cao đội tuyển quê hương Brazil. Thậm chí, vua bóng đá còn chê trách Selecao không chơi như một tập thể và dự đoán Brazil sẽ sớm bị loại từ vòng bảng. Kết quả, đội tuyển xứ Samba toàn thắng cả 7 trận và lên ngôi vô địch theo cách không thể xứng đáng hơn, trong đó Ronaldo, béo, lập cú đúp ở trận chung kết với Đức. Trong khi đó, hai đội tuyển được Pele đánh giá cao nhất và còn dự đoán sẽ gặp nhau trong trận chung kết là Argentina cùng đương kim vô địch Pháp có một kỳ World Cup gây sốc với nhiều người. Đương kim vô địch Pháp xếp bét bảng A và không ghi được bàn thắng nào. Argentina ngậm ngùi về nước khi kết thúc với vị trí thứ 3 tại bảng F, xếp sau Thụy Điển và Anh. Với một thế hệ vàng những cầu thủ như Xavi, Iniesta, Carles Puig hay David Villa, Alonso cùng lối đá tiki-taka trứ danh đang làm mưa làm gió khắp châu Âu. Vua bóng đá cho rằng tuyển Tây Ban Nha sẽ bảo vệ thành công chức vô địch ở World Cup 2014. Lời nguyền Pele một lần nữa ứng nghiệm khi La Roja thất bại thảm hại và bị loại ngay từ vòng bảng chỉ sau 2 trận ra quân để thua trước Hà Lan ngày 1 tháng 5 và Chile 0-2. Bên cạnh những dự đoán sai, lời nguyền Pele còn giúp những đội bóng bị huyền thoại này đánh giá thấp bỗng chơi thăng hoa đến bất ngờ. Đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2016 cũng là một ví dụ tiêu biểu khi trước giải, Pele cho rằng Ronaldo khó có thể giúp đội bóng này tiến sâu như năm 2012. Kết quả, Ronaldo gặp chấn thương và bị thay ra trong trận chung kết nhưng Bồ Đào Nha có danh hiệu quốc tế đầu tiên trong lịch sử khi vô địch Euro 2016 trên đất Pháp. Một trong những dự đoán nổi tiếng của Pele và thường được xem như minh chứng cho khả năng nhận định thảm họa là tầm nhìn châu Phi sẽ vô địch World Cup trước năm 2000. Một quốc gia châu Phi sẽ giành chức vô địch World Cup trước năm 2000, Pele tuyên bố vào năm 1977 sau khi đội tuyển Cộng hòa Zaire để thua 5-9 bàn không gỡ. Pele thậm chí còn kéo dài dự đoán của mình đến năm 2010, nhưng điều này cũng vô ích. Mãi đến năm 2022, Morocco mới trở thành đội bóng đầu tiên của châu lục này lọt vào đến trận bán kết World Cup.